Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Cả hàng chúng em lại xin giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và lô ngày hôm nay là gồm 8 con máy cưa xích và toàn là hàng sưu tầm, hàng đẹp, hàng VIP cho anh em luôn anh em nhá. Hôm nay có một con H1 là hàng thanh lý cho anh em luôn này. Đấy. Và trong video ngày hôm nay thì cả chúng em sẽ có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy một này, có test nổ cây máy ra làm sao này và có nói rõ thông số kỹ thuật của cây máy để cho anh em phù hợp sử dụng như thế nào nhá, cắt gia đình hay là về khai thác tầm trung anh em nha. Đấy, và trước khi vào chi tiết từng cây máy một thì cửa hàng chúng em sẽ nói sơ qua hình thức đặt hàng và mua hàng của bên em. Và mua hàng của bên em thì anh em không cần phải cọc gì trước anh em nha, không cần phải cọc cạch gì trước cả. Anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã ký tự. Đây, em đã tất cả em đã đều dán lên cái tờ giấy, lên cái phần tay cầm của từng con máy này. Và đây là cái mã số nha. Đây là H1 này, H2 cho tới H8. Anh em ưng con nào thì anh em chỉ cần gọi cho cả chúng em số điện thoại 0354 3929. Số đó thì em có sử dụng Zalo luôn. Số điện thoại thì đã để dưới màn hình rồi đấy ạ. Anh em chỉ cần để lại cho em thông tin địa chỉ và số điện thoại, cũng như là báo là anh muốn chốt con H1 chẳng hạn này, hoặc là con H2 chẳng hạn này, hoặc là con H8 chẳng hạn. Đấy, thì em biết sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Và đây là giá tiền của cây máy nha. Em đã ghi đây, ghi lên cái tờ giấy này này. Đây nhá, giá này thì đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển rồi, và miễn phí vận chuyển cho anh em tới tận nhà nha. Và tặng kèm cho anh em bộ 3 món phụ kiện là một tí màu buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đây là 1,6 triệu này, 2 triệu này. Đấy, anh em xem thì anh em hiểu được hình thức mua bán và đặt hàng của bên em chưa. Và nếu mà anh em nào ấy mà chưa biết cách sử dụng của cây máy nhá, thì hàng tới anh em vui lòng kết nối và gọi video ở bên Zalo cho cả chúng em. Đấy, nếu mà anh em nào mà không có sử dụng Zalo ấy thì anh có thể nhờ cái người giao hàng đến cho anh em ấy ạ, là vui lòng kết nối Zalo qua số điện thoại của cửa hàng chúng em, thì em sẽ gọi video và hướng dẫn chi tiết cho anh em cách sử dụng cũng như là cách vận hành cây máy anh em nhé, cho ra làm sao để phù hợp cho anh em về cái con máy mà anh em đạt nhất, về anh em sử dụng có thể đảm bảo nhất anh em nha. Rồi, đầu tiên là con H1. Con này nó là hàng máy cưa 5002 hàng Nakata. Hàng này thì nói chung là hàng máy mới, cả hàng chúng em đang bán thanh lý thôi, chèn một con máy mới duy nhất vào trong lô máy bãi này. Đây, đây là 7 con máy cưa này, con đây 7 con này là hoàn toàn là máy bãi anh em nha. Máy bãi 100% nhập từ bên Nhật về, chưa qua tay người Việt Nam mình sử dụng. Còn riêng con H1 này là con máy mới, cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cuối năm cho anh em nào mà về đang cuối năm mà có cần cắt củi đồ linh tinh, hoặc là anh em về cắt tỉa cành đào, cành nhánh đồ linh tinh nhá. Cần một chiếc máy cưa xích hạt rẻ, giá cực kỳ rẻ nhá, chỉ ngang với một con máy cưa điện thôi, máy cưa pin, máy cưa điện đấy ạ. Nhưng mà con này thì công suất to nhá, để cho anh em về sử dụng cắt tất cả các loại gỗ luôn, bổ xẻ cắt thoải mái luôn nha. Lam của con này nó là 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50. Sử dụng là sử dụng xích to nha, xích 72 mua bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Lam phần mặt cắt cực kỳ dài nha, 55 cm về cây lam này. Đấy, con này thì công suất của con này lên đến 52cc, hay thường gọi là 52 phân khối đấy ạ. Và nòng của con này là 45mm anh em nha. Có chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Giá chỉ 1,6 triệu thôi, đang bao ship với tận nhà cho anh em luôn nha. Và tặng kèm đầy đủ phụ kiện là một bộ đồ nghề, đúng rồi, lam xích theo máy đầy đủ cho anh em. Đó, đây, hai ốc chân lam nha, cực kỳ chất lượng anh em nha. Con này thì về cho anh em sử dụng gia đình ít, anh em nào mà lâu lâu mới cần một chiếc máy cưa gọi như là bỏ ra để cắt chơi chơi thôi, máy hạt rẻ nhá, chỉ ngang với một con máy cưa điện anh em nhá, thì con này là hàng tốt nhất trong phân khúc giá rẻ rồi, cửa hàng chúng em đang bán đấy. Vâng, và giật test nổ cho anh em nghe qua con này. Cái chụp giật trợ lực của nó, cái chụp giật trợ lực này này thì nó giúp cho anh em vận hành cây máy cũng như là giật nổ cây máy cực kỳ nhẹ nhàng anh em nhá. Riêng cái con này này thì cửa hàng chúng em bao cho anh em về cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình của anh em nhá, bổ xẻ được luôn anh em nhá, khai thác keo, khai thác tràm, cắt gỗ to, gỗ lớn, ok hết anh em nhá. Cầm đi làm thuê, phát thuê, phát mướn thì chỉ mấy hồi là lấy lại được vốn cây máy thôi đấy. Rồi, và đây là từ con H2 cho tới con H8 là con máy Nhật bãi này anh em. Đây,
Rồi, con H2 là một con máy cưa xích Tananka hàng siêu VIP cho anh em nha. Làm còn chữ luôn này anh em, và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam đây nhá. Đấy, cái tăng giảm lam xích đấy ạ. Rồi, lam con này nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Nó sử dụng là xài xích chung 91, xích trục chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Hàng này nó là hàng cực kỳ VIP luôn anh em nhá. Anh em nhìn không? Nhìn con này nha, tem mác còn chuẩn chỉ 100% hết cho anh em này. Đấy, cái này ấy, nó chỉ thiếu đúng một thứ thôi, thiếu cái thùng thôi anh em nhá, thiếu cái thùng thôi. Đấy, con này thì công suất của con này nó là nòng 38mm, công suất 33cc. Đấy, cho anh em nhìn cái dây giật của nó này. Úi xồi, con này thì cực kỳ mới luôn anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đó, dây giật trắng phau luôn anh em nhá, nòng hơi cực kỳ chắc nịch luôn. Đây là phần ốc này anh em nhìn, ốc còn 7 màu nhá. Ốc còn 7 màu nguyên này. Đấy, ốc làm này nhìn còn trắng phau luôn anh em nhá. Tananka còn yên này. Anh em nhìn thấy chất lượng không? Con này thì tình trạng liền mạch, không có bể vỡ gì cả. Máy móc con này thì về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đục lại. Rồi, và qua con H3 là một con máy cưa xích cũng đến từ thương hiệu Tananka. Con này thì nó được xịn hơn cái con H2 một tí xíu. Con này đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực này anh em. Đấy, chụp giật trợ lực, cái chụp giật nó bầu bầu này này. Thì nó là cái chụp giật trợ lực anh em nhá. Giật cái con này thì nó nhẹ nhàng hơn cho anh em. Giá 2.150.000, máy móc cũng cực kỳ đẹp và VIP luôn anh em nhá. Nhìn phần tem mác này anh em nhìn thấy không? Còn yên luôn anh em nhá. Đấy. Cũng là thương hiệu Tananka, công suất 33cc, nòng của con này nó là 38mm, về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Ốc đây còn 7 màu luôn anh em nhá. Ốc còn 7 màu luôn này. Anh em nhìn thấy chưa? Rồi, có núm bơm xăng phụ đầy đủ nha. Lam của con này nó là 40cm, phần mặt cắt là 35cm, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Đấy, lam chưa hề có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả, chỉ bị chầy sơn một tí xíu ở bên trên này thôi, thì nó không ảnh hưởng gì cả. Xích thì là sử dụng xích chung 91, xích thì còn dày dặn và to bản nguyên này anh em, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha. Về sử dụng vẫn là ngon lành. Rồi, con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nhé. Đặc biệt tích hợp chủ giật trợ lực thì con này xài nó cực kỳ sướng cho anh em luôn. Về với cưa tay dài cho anh em về sử dụng gia đình. Rồi, và nếu mà anh em nào mà thích hệ máy cưa nòng đứng này anh em, hệ nòng đứng sử dụng gia đình, thì hôm nay lên cho anh em một con Kyurit, máy nó cũng cực kỳ VIP luôn cho anh em này. Đấy, CS3411, con này nòng của nó là 30, công suất 34cc. Nòng của con này nó là 38mm, có chụp giật trợ lực lò xo anh em nha. Lam con này thì quá dài luôn anh em, 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Sử dụng là xài xích mini. Xích này thì nó cực kỳ to bản và cực kỳ dày dạn này anh em. Và xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều nha. Đấy, trên thị trường có bán mới rất là nhiều anh em không phải lo. Đấy, mã số ký hiệu của nó đây, 58020507. Đấy, Yamabiko code này. Đó, hàng này nó là hàng của Nhật Bản, Kyurit. Đặc biệt con này được tích hợp hai ốc chân lam nha. Hai ốc chân lam này. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Hệ thống nhún treo là nhún treo lò xo. Lam của con này nó là mặt cắt là 40 này anh em, có ghi rõ ở trên phần cây lam nha. Lam còn chữ nguyên, hàng đẹp, VIP sưu tầm cho anh em luôn. Đang bán giá 2.500.000 thôi. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Về cho anh em cắt con này thì nó tầm khoảng 25cm đủ lại là cắt đường kính khúc gỗ thoải mái nha. Và dòng này nó là hàng siêu tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ cho anh em. Phụ tùng thay thế nhiều, dễ dàng bởi vì hệ này nó là hệ đề cao. Dây giật này cho anh em chỉ phải dây giật nha. Đấy, dây giật còn trắng phau nguyên anh em nha.
ok cho con này luôn. Rồi, mở cái phần nắp cho anh em xem qua này. Con này nó là hàng quá VIP luôn anh em. Cửa hàng chúng em thì toàn sưu tầm những hàng tuyển lựa chất lượng thôi. Anh em nhìn thấy bên trong chưa? Phần bên trong của nó này anh em. Úi sổ quá nhức nách luôn đúng không anh em? Lọc gió này, lọc gió của nó này còn trắng phau nguyên anh em. Úi sổ như mới, đẹp 99% luôn anh em nhá. Rồi anh em ưng con này thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em là con H4. Đây, điện đóm này, buji nguyên zin này, nòng nguyên zin này anh em. Về sử dụng gia đình anh em nha, xài con này thì cực kỳ hợp lý rồi. Hàng máy móc đẹp, VIP xuất sắc luôn anh em. Đang bán xả luôn 2,5 triệu. Thường thường những con này mà đẹp như thế này thì ở chỗ khác đang bán với cái giá phải tầm khoảng 2,8 triệu, 2,9 triệu là ít. Đó. Rồi, qua con H5 là một con máy cưa Echocurit. Tiếp con này là Echocurit V3400. Đó. Hàng cũng là Made in Japan nha anh em nha. Đây, Made in Japan này, anh em nhìn rõ chưa? Đó, Kyrit Code này. Con này thì công suất 34cc, nòng của nó là 38mm, giá 2,7 triệu. Làm còn chữ nguyên này anh em nha. Làm còn chữ nguyên luôn. Làm 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Con này sử dụng là size 6 mini. Đấy. Con này nó hay hệ cưa nòng đứng này. Dòng này là dòng anh em bán săn lùng dòng này rất là nhiều nha. Sử dụng con này thì vòng tua của nó cao, cực kỳ cao luôn. Có nút sang phụ này, đầy đủ này, có xả áp ở đây này, giúp anh em giật nổ cây máy nó nhẹ nhàng này. Con này hai ốc chân lam nha, hai ốc chân lam. Đấy, lam phần mặt cắt này, nó ghi này, phần mặt cắt là 30cm nha. Còn tổng thể độ dài cây lam là 35. Đó, xích này thì có bán mới trên thị trường rất là nhiều, anh em cũng không phải lo. Cửa hàng chúng em lúc nào cũng có sẵn cho anh em. Đó, 2,7 triệu cho con này. Hàng thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Tình trạng máy đẹp, VIP sưu tầm cho anh em luôn anh em nha. Rồi, đó, 2,7 triệu cho con này nha. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho cả chúng em. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25-30cm đổ lại. Con này thì về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đấy ạ. Anh em về làm nhiều thì nên lựa những con máy hệ nòng đứng như thế này. Thì vòng tua của nó là vòng tua mở anh em nhé. Đấy, sử dụng hai bạc vòng tua mở nên là con máy nghe tiếng máy nó nổ rất là ngon. Rồi, còn đây là ba con máy để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác tầm trung đây. Khai thác keo, khai thác chạm nha. Rồi, đầu tiên là một con máy Shindaiwa 381. Con này là đời nâng cấp của dòng 380 anh em nha. Lốc là lốc hợp kim nhôm, giá 3 triệu đồng cho con này. Đấy, thường Shindaiwa 381 này. À, lam của nó này là 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40 anh em nha. Lam còn chữ Shindaiwa luôn. Con này sử dụng là size 6 mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều anh em không phải lo. Lốc là lốc hợp kim nhôm anh em nha. Lốc hợp kim nhôm luôn. Con này thì nó nuôi đồng cối đá. Anh em về vừa xài vừa vớt cho cả hai chúng em, không bao giờ có tình trạng là hay hỏng vặt. Đấy, hai ốc chân lam này. Con này đặc biệt tích hợp hai ốc chân lam nha. Anh em nào thích chắc cốp thì cần đang tìm những cái con máy mà sử dụng hai ốc chân lam này. Con này có xả áp luôn anh em nhá. Dòng 381 là nó đời có xả áp, còn cái dòng 380 thì nó sẽ không có xả áp cho anh em. Đó, mà em 381 nhưng bán vẫn giá bằng giá của máy 380. Đấy, dòng này tức là thương hiệu Shindaiwa để cho anh em về chuyên sử dụng khai thác đây. Cái con này này, tại sao mà em nói về sử dụng khai thác, bởi vì nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm nên là cái vòng chịu nhiệt, chịu tải, chịu tua của nó rất là cao anh em nhá. Đấy, về cho anh em về sử dụng một ngày làm 8, 9, 10 tiếng liên tục. Đấy, chứ còn nếu mà anh em sử dụng những con máy đĩa bé quá mà về cho anh em mà sử dụng mà với cái tần suất mà liên tục hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng ấy ạ, thì những cái con máy lốc nhựa thì nó sẽ không đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em. Con này nòng của nó là 40mm, công suất của con này là 38cc anh em nha. 3 triệu đồng cho con này. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua. Đây, con này là e tự động nha, bóp vào cái là tự nảy e về luôn này. Đấy, đời 381 là cái đời cao cấp hơn. Theo em được biết nhé, thì cái dòng Shindaiwa này, cái thương hiệu Shindaiwa này nó là thương hiệu
top đầu tại thị trường Nhật Bản luôn rồi. Nó là hàng cực kỳ chất lượng anh em nhá. Nên là anh em nghe cái sử dụng con máy này á, có lẽ là các bác ở dưới cả miền Tây á thì không còn xa lạ vì thương hiệu này nữa rồi. Bởi vì cái dòng này á, nó xài cực kỳ bền bỉ cho anh em luôn. Đấy, anh em nhu cầu về sử dụng con này thì em bao cho anh em là nó phải anh em sử dụng cơ 3 con máy Trung Quốc thì con máy này thì nó mới hỏng được anh em nhá. Đó, hỏng 3 con máy Trung Quốc rồi thì con này nó mới hỏng được. Rồi qua con H7 này, H7 là một con máy Estin MS020. Đấy, Estin MS020. Con này là sản xuất Made in Germany này. Hàng đẹp xuất sắc cho anh em luôn nhá. 3.4 cho con này. Lam của nó này. Lam là 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Đây, 40 cm này nha. Nhưng phần mặt cắt là 40 nha. Con này đặc biệt em đã lên cho anh em sợi xích mới vào đây rồi. Lên cho anh em sợi xích mới vào đây rồi anh em nha. Đấy, còn lam vẫn là lam nguyên zin của nó. Con này sử dụng thắng xích, sử dụng đầy đủ này. Con này cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp, khai thác tầm trung. Quá VIP luôn anh em nha. Nhìn con này hàng xuất sắc luôn này anh em. Máy không có bể vỡ nứt nát gãy gắp cái gì cả anh em nha. Đó. Nhìn thấy chưa? Quá hoàn chỉnh luôn anh em. Con này thì lốc là lốc nhôm luôn anh em nha. Lốc này nó vẫn là lốc hợp kim nhôm này. Đấy, nó giống như kiểu là con thương hiệu Shinawa thôi. Đó. Bình xăng nguyên zin nguyên bản này, lọc gió này không hề có biểu hiện rách rưới gì nha. Hàng đẹp luôn anh em nha. Đây, Estin. Nói chung là tất cả phụ tùng của con này thì nó đều là dễ dàng thay thế cho anh em, bởi vì thương hiệu Estin thì nó rất là nhiều các bác tin tưởng và sử dụng rồi. Hàng này nó là hàng của Đức anh em nhá, hàng bãi Đức. Đó. Công suất của con này nó là 40 mm, công suất là 36 cc, về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 35 đến 40 cm đổ lại. Nổ quá ngon luôn đúng không anh em? Thương hiệu Estin thì nó là thương hiệu top đầu về hệ máy cưa của Đức rồi. Đó, Estin và Humana anh em nhá. Rồi, cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con siêu phẩm này, Estin MS023C, giá 4.1 triệu cho con này anh em nhá. Lam này, còn chữ nguyên anh em nhé, còn chữ Estin nguyên. Đó, có hàm rồng đầy đủ này, sử dụng là xài xích chung 91 anh em nha. Đó, đây anh em nhìn không, hàng chuẩn của Đức luôn anh em nha. Có núm xăng phụ đầy đủ này, ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này anh em, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn, hàng full chức năng hết cho anh em nhé, từ A đến Z. Con này sản xuất năm 2007 này anh em, 2007 anh em nhé. Cân nặng đầu máy không là 4.6 kg. Con này thì công suất là 40.2 cc và nòng của nó là 40 mm anh em nha. Đây, cho anh em nhìn đặc biệt luôn này, cái phần dấu mộc này anh em, nhìn cái phần dấu mộc ở dưới phần đít máy này, chứng tỏ cái chủ cũ con này sử dụng cực kỳ ít luôn anh em nha. Cái phần mộc vẫn còn nguyên này anh em, Made in Germany này anh em, anh em nhìn thấy chữ chưa? Úi trời ơi, dòng này thì nó là hàng quá VIP luôn anh em nha, không chê một điểm gì luôn anh em, nhìn thấy chưa? Quá đẹp cho con này luôn. Con này thì anh em đáng xứng đáng để sưu tầm. Những cái chỗ cửa hàng khác đang bán con này á, em cam kết cho anh em đang bỏ ra bán đấu giá luôn ạ. Nhưng mà cửa hàng chúng em thì thôi, bán bằng cái giá bình thường luôn, bán máy đẹp bán bằng giá máy xấu. Đấy, cho anh em nào mà xem được cái video này mà cảm thấy ưng con này thì có thể đặt hàng anh em nhé. Hàng quá VIP luôn anh em. Hàng này nó là hàng chuyên sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Khai thác keo, khai thác tràm. Đây, phần mắt tiền của cây máy đây. Anh em nhìn phần đít máy à, nó còn cái mộc nguyên là anh em biết rồi, tít từ năm 2007 nhá. Mà cái phần mộc mà nó vẫn còn ở phần đít máy thì anh em chứng tỏ là cái chủ cũ người ta sử dụng cực kỳ ít. Nên cái mộc của nó vẫn còn nhá, nó chưa hề bị mòn. Còn nếu mà như cái máy nào mà sử dụng nhiều ấy là cái thứ nhất, cái lam kìa nó bị chóc hết rồi. Đấy, cái thứ hai phần mộc ở dưới đít này. Đây, cái mộc này này. Đấy, nó mất luôn. Rồi, 4.1 triệu cho con này nha. Giật két tủ cho anh em qua.
Ưng con này thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng, giá 4,1 triệu con này nha anh em nhá. Hàng siêu VIP luôn, đẹp xuất sắc luôn, tới tay anh em sử dụng là ngon lành anh em nha. Rồi và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cưa xích, anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.